mặt trong tập 6 chương trình, Tí Nâu là một nhân tố chắc chắn sẽ gây nên những sự bất ngờ dành cho khán giả. Đến hiện tại, cả hội đồng cố vấn đều rất mơ hồ về thân phận thật sự của Tí Nâu. Nhưng xuất hiện trên ghế cố vấn trong tập 13 của chương trình, ca sĩ, diễn viên Anh Tú lại cực kỳ tự tin khi đã biết và đoán ra được thân phận thật sự của Tí Nâu. Đến nỗi anh còn lập kèo với Trấn Thành sẽ đưa cả trường quay đi ăn nếu bản thân đoán sai. Sở dĩ có sự tự tin này là do Anh Tú quả quyết. Đây là giọng hát em thường xuyên nghe lúc còn nhỏ, em cực kỳ chắc chắn mà không thể nào sai được. Anh Tú còn nói thêm, cái cảm giác này không thể lệch đi đâu được vì đó là cả tuổi thơ của em. Ở một diễn biến khác, trong tập 13 tới đây, hai nhân vật gây mong đợi không kém là Hưu Thần và Tí Nâu cũng sẽ mang đến nhiều điều dây dứt cho các cố vấn. Trong khi Đức Phúc cảm thấy có lỗi vì không thể nhớ ra giọng hát đẹp của Hưu Thần là ai, thì Ngô Kiến Huy phải nhận mình sai khi đưa ra nhận định Tí Nâu đã có quyết định mạo hiểm, chọn một ca khúc uy nghiêm, tráng lệ và kinh điển để thi tài tại vòng 4 quyết định này. Những bản siêu phẩm đình đám có sự thể hiện của top 6 mascot Lady May, Tí Nâu, Hưu Thần, O Sen, Phù Hoàng Lửa, Bão Mắt Biếc đã sẵn sàng gây chấn động tại sân khấu tập 13 của chương trình. Chúng ta cùng đón xem các tập tiếp theo của The Masked Singer Việt Nam ca sĩ mặt nạ để xem liệu suy đoán của anh Tú có đúng hay không, hay anh sẽ phải khao cả trường quay đi ăn nhé.